Ngủ đâu nha ngủ. Cái điều làm tôi bất ngờ không phải con dã ngủ gục mà năm con mèo hoang tôi cho ở ké trong nhà để cái chuồng không có đóng cửa. Vậy mà nó không có đi vòng vòng khóa trong nhà, nằm im trên chuồng ngủ hết năm đứa. Bốn đứa nằm tuốt ở trên, một con nằm ở trên nóc. Ủa vậy là sao trời? Không quậy phá, không nằm ở chỗ khác mà chọn cái chuồng này không à? Mèo hoang mà sao có cái lực có giáo dục dữ thần vậy trời? Nhìn than dã về chạy xuống xếp hàng. Y như là kính thưa chủ tịch mới đi chơi về mà trong đây chẳng đang nó khoái khịa chủ tịch lắm nè. Lúc mà chủ tịch chuẩn bị đi chơi nè. Ủa sao con vàng màu cất này bị cột dây với bụng vậy ta? À chắc con vàng màu cất này phạm tội tài trời lắm nè. Để chấm mắt lên coi khi nó bị chủ quýnh tao sẽ vui như thế nè. Rồi mày tưởng bỏ hết trắng đây. Đó cho tụi bay cột dây là sự gò bó, còn đó với con dẻ là sự gì đó rất là vui vẻ. Mày thấy bình thường mày bước tới gần con dẻ đâu cho mày tới gần đúng không? Mà khi cột con dây vô mày thấy nó vui vẻ hẳn ra không? Tức là nó sắp được đi chơi đó. Chứ mày đâu có hiểu từ đi chơi là cái gì đâu. Mấy đứa nhà quê tụi bay đâu biết đi chơi là gì. Ủa vậy hả? Không ấy mày gỡ con dây nó ra cột dây với mình, tao cho tao đi chơi đi, cho nó ở nhà đi. Thằng chó đừng tưởng tao không nói gì mày làm tới nha. Sòi sòi trắng đen, tao đố mày ngồi sao không la được lâu như con dẻ. Và ngồi trong quán cà phê được cỡ 15 phút ngồi yên trên ghế, đảm bảo tao sẽ chở mày đi chơi. Sao mày không đủ băng lãnh? Thôi đi chơi đi cưng ơi. À trước khi đi phải cắt móng tay cho dẻ cho móc mắt bữa nãy hên bữa mở mắt được. Thôi khẹt con cũng muốn làm quen dẻ nữa kìa. Ê không có khẹt dẻ nha. Hôm nay dẻ được đi chơi sau 2 tháng trời nên dẻ dùi nè nè. Trắng đen khẹt chị ba nữa nha. Ê tính ra mấy con này nó vô ăn ké ở ké nhà tôi mà sao nó khẹt mấy con mèo cũ nhà tôi ta. Nè nè khẹt con không nên kênh với dẻ nè. Thôi tao mở cửa chuồng á. Tao chở con dẻ đi chơi, tụi bay ở nhà ngoan ngoãn nha. Quên rồi. Mấy tháng không chở đi chơi. Bún bò Huế ngon lành quá. Trời ơi trời, 2 tháng trời không dắt nhỏ đi chơi. Giờ nhỏ quên hết mẹ rồi. Đang chạy nửa đường nó nghe tiếng nhạc. Người ta đang mừng sinh nhật, nó quảng nó trong cái vỏ như thằng điên vậy đó. Đâu có dám chở xuống ăn mì cay. Ăn bún bò Huế luôn. Nó dễ cưng quá à. Kêu cưng hay cưng kìa. Mà tưởng mày dễ thương ha, biết mày đầu gấu mày. Gấu nhất nhà luôn. Ăn bún bò Huế chứ không có dám chạy xuống mì cây luôn. Rồi sau đó tao đi uống cà phê. Chứ thấy cái mọi nó hơi sợ rồi. 3 tháng trời rồi đó, nó chở nó đi đâu đâu. Cái quỷ nó báo quá trời, thời gian đầu chở. Cái mặt này là sợ nha quý vị. Không có còn thần thái hồi xưa nữa. Ở đây là mặt của con mèo gặp xì chết khi mà đi chơi nè. Con mèo nào vậy đừng bao giờ chở đi nha. Cái này là tôi đang ép mèo tôi đi chơi nè. Nếu vậy hoài là không chở nữa. 3 tháng trời nó còn nhớ đến hay lắm rồi đó. Sợ mà cục chả nó ảnh xin đi lì ơi. Chả bò ăn ngon lành luôn ta ơi. Sợ ăn vẫn ăn. 15 phút trôi qua dễ như kiểu ủa nhớ hồi xưa mình cũng từng đi chơi vậy mà ta. Mấy tiếng động xung quanh, mấy người xung quanh đâu có tác động tới mình sao mắc gì mình sợ đó ta. Bình tĩnh lại tí xíu rồi đó. Trời ơi trời, nó ngồi lên mình người ta mà nó gãi nó tắm rửa tự nhiên. Dạ ơi. Nó sợ rồi, nó ảnh ra được anh rén rồi. Không còn như xưa nữa. Nó một con mèo chuyên gia đi chơi mà mấy tháng rồi quên hết trơn rồi. Nó dẻ. Buồn ngủ rồi lại Phương ngủ chứ không dám ngủ lên luôn. Không dám nằm trên ghế ngủ mình như hồi đó luôn. Hồi đó dù sao thì còn mình nhắm mắt chút xíu. Khi nào mà gác không nổi nó mới chạy lên người của người ta. Bây giờ không hơi buồn ngủ chạy lên ôm liền. Dạ. Vậy á. Vậy nè. Mặt gán có khác. Không còn thần thái như xưa nữa rồi bà con ơi. Kêu đi về là không muốn về nghe, sắp trở về như xưa rồi đó. Tao đã xuống quán rồi, đừng hòng kêu tao về. Từ từ tao sẽ thích nghi thôi. Bây giờ tao không thích về nữa mà tao thích tắm rửa tại quán. Mày ngồi đợi đi, nào tao tắm rửa xong rồi tao mới về. Thằng đó ngồi yên tao tắm rửa rồi xe. Nó tưởng đâu về quý vị ơi, bắt đầu cào cào cái yên xe tôi là tỉnh lại nha. Trở về như hồi xưa rồi. Lúc vô quán á, nó cũng còn rén nhưng mà nó cứ ôm Phương hoài, nó không muốn đi về. Tại vì tôi ẩm nó sẽ cho nó đi về. Còn đi với thằng Phương nghĩ là ở hoài, không có đi. Rén thì rén, nhưng mà ngủ á, mắc cười lắm, nó gắt cái tay lên mình Phương hoài. Nó sợ bị bỏ, cũng còn sợ, buồn ngủ mà không dám ngủ. Nhưng dứt khoát không chịu về. Tập này quá nham hiểm mà dễ ơi vậy. Không cho tao về ngủ. Ủa vậy là sao? Lâu không đi chơi, bước ra đường thấy tiếng xe, tiếng ồn, sợ mà không có đòi về. Bước vô quán cái kêu về dứt khoát không chịu. Ở dưới cái chân thì nó đứng lên, cái tay nó gác lên mình Phương. Mà ngồi rất là lâu, ngủ thì không có dám ngủ. Ủa? Này, dạ. Dạ ơi. Dạ. Cho mình xác. Ông thầy kêu hồi mà dạ ơi. Dạ ơi. Dạ. Hai con mắt mở không lên, cái tay gắng dịnh chịu chặn chứ dứt khoát không có đồ về. Lì gì mà lì dữ như trời, cái mỏ nó chu kìa má ơi. Mà cái mỏ nó càng chu càng giống mèo đang cừ nha. Trời ai giải cứu dẻ đi. Cái mỏ nó chu. Trời ơi nghe nó mỏ chu quạo liền mày. Trợn mắt liền. Sao rất là ngưỡng mộ mày, tôi thấy này mày vẫn có thể ngủ tốt được như vậy. Giờ ngủ mà vô đứng chữa người ta. Nó sợ người ta bỏ đó trời. Dẻ đã về nhà, gặp mấy đứa em đứng chào đón quá xấu. Mà sao kênh dữ vậy?
Trời ơi, con em nằm nó túi trên nóc nhà kìa. Làm như thiếu chỗ nào cũng bằng vậy. Tất cả năm đứa đầy đủ hết. Xuống đây hết coi. Ủa, giá chuột chuột đó. Coi bắt vô đâu, nãy giờ tự động vô lên trên nó ngủ hết toàn bộ. Quỷ nó cao cơ hơn ta nè. Mất hiền mất dữ đây. Quỷ cao cơ hả? Ừ. Hiền hay dữ? Mất dữ đó hả? Ôi, nhìn nhìn cái mặt là tao cũng không nhận ra hiền hay dữ. Bạn Phương nó nhận ra cũng hay ha. Con này mất hiền đúng không? Mày chắc chưa Phương? Mày chắc chưa? Sao quá. Nó Lâm đâu rồi? Không có hiền mất dữ. Hiền nè. Mất hiền hả? Con này mất dữ đúng không? Bây giờ thì tao thấy cái mặt con này nó vô côn hơn con kia nè. Chắc hiền không cạnh tranh nổi cái nó chạy lên trên. Giang khè nè. Khè cơn nè. Cái thằng bị người ta tẩy chay nè. Ăn ở là do ăn ở. Hèn chi nằm ở tầng dưới là phải rồi. Còn mất hiền nè. Tránh xa thế giới bên ngoài. Bốn đứa hay tự động vô ngủ ở trên. Không kêu không ép. Biết đây là chỗ ngủ của mình. Trong khi nhà một đống chỗ để nằm. Không chui lên mạng chui ba lô phá. Không phóng lên bàn phá. Ai gấp? Con này gấp hả? Hay thiệt. Mà con vẽ vô nhà đi nghe vẽ. Ở ngoài thì hiền lành. Về là hổ báo lên liền. Con vẽ phải đóng cửa nè. Không có ngoan mấy đám này đâu. Mèo hoang mà quá trời ngoan đi. Rồi tối ngủ đâu còn đóng cửa nữa. Đúng không? Biết thân biết phận mà biết ra ở ngoài là nguy hiểm. Phải bươn chải gọi mới biết ngoài nguy hiểm như thế nào. Chứ mấy con mà chưa bươn chải là nó sống ảo. Nó ảo tưởng sức mạnh đó. Chứ khi mà mất mạng rồi là đâu còn làm lại từ đầu nữa đâu. Con vẽ mà không có được chiều đãi cái thú nhận về số phận cũng y như cái bầy bên này. Bầy bên này cũng chọn chỗ này để nương náu rồi. Ở không ở về tùy tụi bay thôi. Yêu quý vị ơi, nó thấy có người ở nhà nó mới phá nhà. Còn không có người ở nhà tự động phóng chuồng ngủ. Năm con quá trời hiểu chuyện rồi. Tụi bay biết chuyện gì cho tụi bay qua đây chơi hoài đó. Ê, cái đám mèo này lão ha. Có người có chủ ở nhà mới dám giỡn. Còn không có chủ ở nhà tự động lên cái chuồng ngồi im thinh thích. Nhất lòng trắng đen nè. Nó thấy người ở đâu nó quậy chỗ đó. Thể hiện với mèo và thể hiện với người luôn. Chắc nghĩ làm gì được ăn nhiều. Ai dè người ta càng ghét hơn nữa. Đây là lý do tại sao con trắng đen bị bốn con mèo tẩy chay. Mà tẩy chay cái dạng không dám chơi. Ăn uống người ta ăn cái bên. Không đụng chạm tới nó sọt cái tay không cho người ta ăn luôn. Tính con trắng đen chắc sống trong cảnh đói khổ. Chết đói chết khác nè. Nó đang ăn vậy mà ai mà thọc cái tay lại gần kéo nó ra. Nó táp được nó táp cái tay mình luôn á. Muốn kéo nó ra phải nắm cái lỗ tai nó lên nha. Chứ đừng có tưởng bở như má tôi bà già tôi đâu có biết. Tưởng đâu con này nó hiền thấy đồ ăn vậy đó. Tính kéo kéo chỉnh đồ ăn cho nó ai về nó cạp vô cái tay. Đây. Như mấy con ở trên á, bình thường kéo kéo đồ ăn rồi chia đều cho nhau, không có sợ con nào giành ăn. Tới phiên con trắng đen, bả nghĩ cũng vậy, ai dè đưa cái tay vô thì... Cho nên tôi đặt biệt danh trắng đen là con đầu gấu không sợ trời, không sợ đất. Bà già cho nó ăn hàng ngày, nó còn dám cạp huống chi tôi. Hồi nãy con đang luồn cuối, coi chừng nó cạp bất tử bây giờ. Muốn kéo nó ra phải dùng cách này. Đó, bà con nghe tiếng nó đe dọa tôi chưa? Muốn kéo nó ra, đừng có để tay trước mặt nó. Một là nắm ốc, hai là nắm lưỡi. Nó ra, hai con kia mới dám ăn. Dữ quá, không con nào làm lại. Nửa lớn biết sao.